Rồi tiếp tục chiều hôm nay cũng là ngày 11 tháng 5, anh em công ty giống cây trồng sen hồng tiếp tục mời bà con đi thăm cái đám dưa leo sen hồng ở thác 37. Rồi xung khúc bà coi cho kỹ, mình bỏ một ngày trời lên đây mà không coi này đi dám về làm. Coi bí đao thì rất là tuyệt vời, nhưng mà sang dưa leo cái là gặp ngay cái tiết mưa rất là dữ. Đó, và dưới ruộng thì hiện nay như mọi người thấy đó nha, có khoảng cỡ khoảng nữa ơi nay mang bầu rồi hay gì đó là chủ nhà anh nhớ đó, rồi, nha. Đi làm rẫy dưới đồng bằng sông Cửu Long là nó cực như vậy nha bà con. Cái ruộng ở đây là đất lúa giống như bên đây vậy đó rồi ta lên liếp, chính vậy ở dưới đây thì rất là sâu. Đó, nhưng bà con thì cũng rất là nhiệt tình và rất là cần mẫn, bà con đi làm ví dụ đây xuống đây muốn không ướt thì chỉ có bằng quần cao su vậy thôi. Rồi chào mừng cái máy quay đẹp, chào tán cái bùm nó rồi đây nha, tiếp tục cái dưa leo sen hồng ở thác 37 đây, trái đây nha bà con coi nha. Rồi sen hồng ở thác 37, cây phát triển khỏe, kháng bệnh tốt và trái rất là rộ. Đây còn coi hai bên luôn nha. Đây nha, coi này, giống này cây phát triển cực kỳ khỏe, kháng bệnh tốt và rất là rộ trái, khoảng 31-32 ngày sau khi bà con trồng thì bắt đầu thu hoạch. Đó, và hiện nay đây là cái giống ở thác 37 thuộc cái nhóm trái rất là rộ của công ty giống cái trồng sen hồng. Cái giống này thì được chủ nhà ở đây là trồng với số lượng là 100 gói. Đó, đây trái dài khoảng cỡ 16 phân. Đó, nhờ anh chủ sĩ mời mấy anh chú cô vô quán mua nước thì em chạy em chút anh ra tới nha. Chiều dài clip rồi nha. Mày. Dạ nay là cửa đầu tiên anh 600 kg. 600 kg anh đã trồng bao nhiêu gói? Là 100 gói. Anh trồng là sen hồng thác 37 này là 100 gói. Đây nha, thì cái độ rò trái. Chờ tiết cái bà con đi người ta hái. Phía trước ta hái rồi. Đó đây nha. Cho hai bên luôn. Sao chị thấy trái trăng về sao chị? Trái đẹp ngon ha. Cái chiều dài này cỡ bao nhiêu mét ta? Trăm mét. Nhiêu? Có trăm mét luôn hả? Trăm mét tại ổng trồng có trăm gói mà. Ừ. Wow, trái này chị. Quá, mà trái luôn, mỗi mắt mỗi nụ luôn, mà trái này cũng đẹp. À, đẹp ha? Nó đẹp. Cái này thấy suông không à? Dạ. Yeah. Đèo cũng ít, không thấy đèo nhiều. Thôi chị thấy cây cối nó lực không? Này nó lực, tại tháng mưa mà ông bỏ dày quá, cũng không ấy. Dạ. Yeah. Nó bỏ vừa vừa là nó ngon lắm, này hơi dày. Ừ. Trồng hơi dày ha, trồng trái này dày. Chị, trái này. Quá là trái này ham luôn. Trái này cỡ 18 phân, 17-18 phân. Rồi, cho em đi cái. Dưa leo sen hồng ở thác 37 trồng tại giống mới chị, giống này công ty được. Hả? Dạ hả? Rồi đây, trái nằm nay thu cử thứ nhất nè, trồng 100 gói, ảnh trồng 100 gói, lần này là chủ nhà trồng lần thứ hai. Trái được không ạ chị? Được, ngon đẹp. Được ha? Ừ, điều bỏ thì dày quá. Bỏ dày, bỏ trồng dày. Nó đẹp, trái nó xanh, dày quá, trái nó cực cực xanh. Dạ. Trái nè, dưa leo sen hồng ở thác 37, đây là cái dòng dưa rất là rộ trái nha. Và thời gian thu hoạch thì nó khoảng cỡ 31 ngày sau khi bó hạt thì bắt đầu là cho thu hoạch. Đó, bà con đánh giá là dưa sen hồng là
trái rất là dữ nè. Đó, em mời bà con coi nha. Hả? Màu xanh chuẩn của nó thì nó là vậy nè. Đó. Còn có một trái số trái xanh nhạt hơn là do đây chủ nhà trồng quá dày. Còn với này là đang trong điều kiện mùa mưa. Đi xa xa đó là bà con ta lội dưới nha, khoảng có 20 người là ta đi đó. Zoom lại để bà con kéo gần lại để bà con thấy nè. Đó, mấy anh đang đi bị bỏm bị bưới đó. Đây nè. Trái rất đẹp. Đó, thì đã có một video trên cái dưa leo sen hồng ở thác 75 trồng tại Trà Vinh. Thì để bà con biết là bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long làm rẫy rất là cực. Đi phải bị bà bị bỏm gì đó. Đây nha. Trái đây. Rồi, dưa leo sen hồng ở thác 37. Bà con coi này nha. Thử đếm trái đi. 2, 4, 6, 8, 9, khúc đây nha. Quanh đây nè. Lên đây luôn. Nhà ai chưa biết. Bà con nào mà thích dòng rộ nha, thì đây. Rồi, hai trái rất là đẹp. Đó, trái vậy ha. Cứ ngày mai thì mới là nhiều, cứ thứ hai mới là nhiều nha. Bà con nào ai có làm rẫy biết rồi, trong điều kiện mùa mưa này thì trái gốc thường thường nó ra chậm hơn và nó sẽ ra thưa hơn với mùa nắng. Rồi, thấy chưa? Ờ, thấy chưa? Đây đã nè. Được hết rồi bà con ơi. Nè, phải đi đây là phải bằng quần cao su giống vậy nè. Nằm rồi không? Bà con coi nè, từ trái từ trên nè, đó. Cứ kỹ vô rộng nè, thấy trái nằm nè. Đó, đó. Thầy dạch nó ra nè. À. Thấy chưa, kỷ lục trái nằm dưới mương nước rồi chưa nè. Dưa leo bà con thấy trái nằm dưới mương nước nè. Đây. Bên đây cũng vậy luôn nè. Trên nha. Rồi, đây là cái dưa leo sen hồng ở thác 37 nha. Giống này cây cực kỳ khỏe nè, sáng bình tốt nè, thu hoạch sớm khoảng 31 ngày sau khi bẻ hạt.
bỏ hạt là bắt đầu cho thu. Và nay là đang trong thời điểm là mùa mưa, nhưng bà con thấy trái này nha, vẫn ra rồ ra sớm từ giai đoạn ở dưới màng phủ luôn. Rồi, thấy chưa? Đây, mọi người thấy đây. Nụ trái nha bà con. Đi hết cái clip này cả trăm mét này. Tình lên tới đầu gối này, đi tới đây mỏi giò rồi. Rồi, nha bà con thấy nha. Trời ơi, mấy ông bỏ đâu anh, đâu anh, đâu nhà của bà đó. Dạ, vô hả? Đấy, mấy ông già ông không có dám chạy, phải chịu khó lội xuống đây nè. Ok lắm, lúc nãy mấy ông lội cái mười mấy người rồi đó. Không, nãy thấy rồi, góc rồi. Này nó hơi ít gai thôi. Đi tới chứ đâu phải quay trở lại đâu. Bây giờ là lộn luôn nè. Đi lát đi về luôn, xe chạy ra đó. Mấy ông đi về còn tới đây đi chân ba. Sen hồng ở thấp 37. Tới năm. Ai mới thu cứ đầu anh. 31, 32 ngày đó. Thank you.
Rồi, xin chào bà con nha. Chúc bà con trúng mùa, trúng giá với hạt giống dưa leo sen hồng SH37.